Lưu ý nhầm nhớ mày tiếp tục đi chuyển hàng cho anh em ơi. Mày chuyển 3 con. Con bộ số 542 này cho anh Thạch Cường Cát Tiên Lâm Đồng này. Con 540 cho anh Võ Văn Tin này, Đà Nẵng này. Con 539 này cho anh Đỗ Quốc Sơn này. Các bà chị An Đồng Nai này. Đây 539 đây. 539 này. Nhưng cần mỗi liên hệ mình như Hiếu Đông Trường 0356 3567 anh em nhé. Rồi bây giờ mình mang xe ra gửi đây.